Dạ, em xin chào quý vị đến với kênh YouTube bón dây số của em nha anh chị. Thì hôm nay em bón cái này Đắk Lắk ngày 7 tháng 3 năm 2023 ngày thứ ba. Rồi thì giờ đây em hôm nay em có 120 tờ dây số nha anh chị. Rồi 100 tờ Đắk Lắk và 20 tờ đài Quảng Nam nha quý vị. Đó. Rồi. Đó là đài ngày mai nha anh chị. Đó, đài ngày mai. Đó. Ngày mai thứ ba, còn đây là đài đây là ngày thứ tư như quý vị. À, thứ tư ngày 8 tháng 3 thứ tư. Đó. Rồi thì em sẽ đưa cái đài Đắk Lắk nha quý vị. Đây. 091226. Một số nha quý vị. 009459. 293134 070990 149381 025472 293125 225 số này 230699 068544 238080 036708 Đắk Lắk đi về 044817 060835 273362 278758 278743 314671 214671 cái đó số nó dính với vậy. Rồi. 064824 nó như vậy. Đó, đó là những con số ngày hôm nay. Đây là một một số này. Hai số này. Ba số này. Bốn số này, năm số này, sáu số này, bảy số này, tám số này. 9 số này, 10 số này, 11 số này, 12 số này, 13 số, 14 số, 15 số, 16 số, 17 số, 18 số, 19 số, 20 số. Đó. 100 giá là giá đã Đắk Lắk như vậy anh chị. Đó, nó có 20 số, đó, một sắp 5 tờ. Chị em cũng bón ít thôi nha anh chị. Rồi cái đây thì đài Quảng Nam. Đài Quảng Nam thì ở Quảng Nam là chính, ở Quảng Ngãi thì đài phụ là Đắk Lắk là đài chính nha anh chị. Nên số nhiều hơn nè. 064824 có một số thôi. Ở Quảng Nam thôi nha anh chị. Thì em bón khi nào mà quý vị anh chị nào mà đạt ở chỗ em á, mua việc lót thì em mới để đó, em mới lấy tại vì em mới bón chỗ thì cái đài cái số việc lót ít có người mua nha anh chị đó, ai đạt vừa lấy thôi đó, sẵn em đưa luôn cái số ngày thứ tư ngày 8 tháng 3 cho anh chị luôn này xem này khánh hòa nha anh chị. Rồi 080517 nè. Ngày thứ tư là nha anh chị, ngày 8 tháng 3 nè nha. 047608 nè. 073290 nè. 027581 nè. 038872 nè. 009763 nè. 062659 nè. 056044 nè.
019735 nè, 025126 nè, 034927 nè. Số đài là đài là Đà Nẵng như quý vị. Ngày tôm thông báo Đà Nẵng. Còn ở đài thứ tư là Khánh Hòa như quý vị, Khánh Hòa. Khánh Hòa là thứ tư. Quảng Nam. Quảng Nam của Đắk Lắk là thứ ba. Rồi thì video đến đây em cũng xin tạm dừng như quý vị. Cảm ơn anh chị cô bác đã theo dõi kênh bón dây số của em nha. Có gì quý vị mình từ nãy giờ mình xem có gì con số nào quý vị thích thì hãy tới bọn Zalo với em mà điện cho em như vậy để mà em chụp hình rồi gửi số cho anh chị nha. Rồi, video đến đây em xin tạm dừng và cảm ơn quý vị anh chị quá rất nhiều nha.